Trích nhật ký Hoàng Đăng An. Ngày 28 tháng 3 năm 1954, sau trận Đồi Xanh, tôi được điều chuyển sang tiểu đoàn phòng 0398. Tôi không gặp lại anh Vinh, anh Hà, không biết các anh ấy giờ này đang đánh ở đâu. Tiểu đoàn tôi được bố trí tại trận địa pháo ở Bản Mến, ngay chân Đồi Độc Lập. Nhiệm vụ của chúng tôi là tham gia bảo vệ đội hình chiến đấu của Đại đoàn 36 và Trung đoàn 57 tiến chiếm Độc Lập. Ngày 15 tháng 3, chúng ta đã giành được Độc Lập. Nhưng ngày 17 tháng 3, Pháp điên cuồng huy động tổng lực không quân tấn công phản kích khắp mặt trận Điện Biên Phủ.